Hôm nay á là các anh em sẽ được quýnh hai bi mà quýnh liếp nha. Nhưng mà mình sẽ quăng bi, các bạn sẽ sử dụng là trái trắng với trái vàng. Nếu mà các bạn quăng bi vậy, thấy không? Rồi Thịnh quăng bi. Rồi sau đó đó, thí dụ bạn chọn là trái trắng á, Thịnh sẽ chỉ bạn đánh trái vàng. Ok không? Tức là cái kèo này á là gọi là giang hồ, gọi là hai trái quýnh trắng. Tức là mình được xài hai bi. Thí dụ anh đánh bi vàng là anh phải chạm trái trắng trước, mà anh đánh trắng trước á là anh phải chạm trái vàng trước. Ok không? Chơi game show phải có độ khó. Không? Thí dụ mà gài được bi vậy là ngon rồi. Cái này bi nào cũng chết rồi đúng không? Nhưng mà vấn đề quan trọng là có bi này thì quýnh hay không. Rồi bây giờ Thịnh xin mời người chơi đầu tiên, và ai đi được cơ 10 điểm, là Thịnh nhấn mạnh nha, cơ 10 điểm sẽ được thưởng nóng 1 triệu, cơ 15 điểm được thưởng nóng 2 triệu, 20 là 3 triệu. Ok không à, anh em? Ok không? Nè, anh em làm sao á, gán gài ra cái bi này là ngon rồi nè. Nếu không gài ra vậy là liếc qua liếc lại là lụm tiền. Ai nhiều điểm nhất sẽ là lấy cái cơ thành kèm. Rồi bây giờ xin mời người chơi đầu tiên nha. Anh em ơi, anh nắm được chơi rồi ha. Anh thắng rồi, ok, chạy qua bi nha. Cố lên nha anh em, thôi. Chúc anh em may mắn. Ôi, vô gà thôi, trời, quá ngon, quá ngon. Cái này anh ăn lấy vàng quýnh mới hay nè. Mấy cà. Ồ. Đã có điểm cho anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem anh em thi phần tiếp theo. Dương, sau đây là phần thi của bạn Dương đến từ Bình Long. Bây giờ Dương quăng bi hay là Thịnh quăng bi? Anh quăng đi. Xác định kỹ cho anh quăng luôn nha, coi chừng em bị khó cái kiểu nha. Quăng anh quăng công chuyện không á. Ồ, có vô gà rồi, có vô gà. Ôi, thôi dừng lại. Ừ, trời ơi. Ồ, bi này ngon, bi này ngon. Một cú đánh một băng quá đẹp của Dương. Ồ, cơ hội để Dương kiếp lúa ra đây. Quá ngon rồi các bạn ơi. 2 điểm. Ơi. Cái pha này kỹ nha anh em. Đó, quay kỹ nha. Giải thích được chơi. Bây giờ là phải đánh trúng cái vàng chứ. Giải thích. Quýnh vàng nha Dương ơi. Một đánh tứ băng, có điểm không? Quá hay anh em ơi, vỗ tay anh em ơi. Cơ hội lụng 5 xị. Trời ơi, hay quá Dương ơi. Tí cho anh xin chữ ký nha Dương. Cù, tưởng mắt xê. Này thả băng lòn mới vui. Trời ơi. Ơi. Cơ hội. Ôi, xin chúc mừng Dương có 3 điểm. Cái bi quá ngon luôn đúng không em, quá ngon luôn. Anh tên gì? Anh Hòa. Rồi sau đây là phần thi của anh Hòa. Anh em chúng ta đang xem những phần thi rất là sôi động tại con bộ gia 2K Bình Long. Rồi sau đây anh Hòa, mời em quăng bi cho anh Hòa lắm nha. Rồi chúc anh Hòa may mắn. Đừng buồn Hiếu ơi, hôm nay em đã ghi được một siêu phẩm rồi. Tí tối về anh coi lại cú đó, anh phân tích đắp về. Đó giờ nhỏ lớn chưa quýnh được cái cú đó luôn á. Một thấy bi tương đối dễ cho anh Hòa. Một cú đánh cúp băng của anh Hòa. Quá hay anh em ơi. Quá hay. Trái bi rất là khó nha. Trái bi vừa rồi rất là khó. Tiếp tục anh Hòa ơi. Anh Hòa được sử dụng hai bi trắng vàng. Vàng đánh trắng và trắng đánh vàng Hòa. Một cú đánh hai băng. Có không? Hoàng. Dừng lại 2 giây, có rồi, thật đáng tiếc. Rồi, bây giờ xin mời. Em tên gì? Linh. Rồi, em Linh ở Bình Long.
Giờ Linh thích em tự quăng bi, em thịnh quăng bi. Thôi giờ lâu lâu em thử em quăng, em có điểm được không? Chơi không? Đó rồi, Linh sẽ tự quăng để tự quyết định số phận của mình. Vàng ơi, gần lại đi. Ôi, quá ngon, quá ngon, quá ngon Linh ơi. Linh quyết định thực hiện một cú kéo. Quá đẹp Linh ơi. Quá hay em ơi. Cố lên, cố lên. Xin nhắc lại luật chơi. Người chơi sẽ có hai bi trắng và vàng. Lấy trắng sẽ đánh vàng và lấy vàng sẽ phải đánh trắng. Quá hay Linh ơi, quá bình tĩnh, quá bình tĩnh. Chúng ta đang xem phần thi rất hay của bạn Linh. Một cú kéo quá đẹp, vỗ tay em ơi. Quá tự tin, Linh rất tự tin với cái cú kéo của mình. Nhìn cái tướng là biết Linh nó chích dữ rồi. Chích dữ quá. Bốn điểm, ok. Trái bi trị giá 5 xị. Anh em chúng ta vàng 6, bình tĩnh cho Linh đánh. Chúc mừng Linh đã có 5 xị. Rồi bây giờ hành trình tìm bụng trai em ơi. Cổ lên em. Anh đâu dám chấp em hai mươi, em chích ghê quá sao dám chấp hai mươi. 6 điểm, có. Quá hay anh em ơi. Anh em trên top top và bên Face đang xem phần thi rất xuất sắc của em Linh. Đã có 6 điểm. Bảy điểm, quá hay các bạn ơi, quá hay Linh ơi. Thấy không nào? Rồi, cũng ngon. 3 điểm nữa là có một chai. Quá hay, phần thi của bạn Linh đến từ Bình Long. Một cú đánh hai băng dậu dư rồi em trai ơi. Bạn xin chúc mừng bạn Linh đã ghi được 7 điểm và xuất sắc nhận thưởng đấu. Rồi, xin chào anh. Dạ, anh tên gì anh? Anh Út. Sau đây là phần thi của anh Út đến từ Bình Long. Anh Út đã nắm luật chơi rồi đúng không anh? Rồi em chúc anh Út may mắn nha. Dương bạn Linh đã rất xuất sắc, ghi được 7 điểm và đang dẫn đầu vô phá lưới. Như chủ quán PA 2K, H2K đã nói, ai là người giành chiến thắng sẽ được thưởng thêm một chai. Quá đẹp anh Út ơi. Từ từ thôi Vàng ơi, đừng có che anh Út lại. Ừ, ok, thấy rồi, đúng rồi. Một cú đánh, hai băng dậu. Có không em? Có, quá hay anh Út ơi, quá hay. Rồi, kéo trắng về luôn, ở ngoài huấn luyện viên đó nói rồi, kéo trắng về luôn. Từ từ, đúng rồi, anh Út cứ từ, anh Út ơi. Anh tên Út. Quá hay, một cú kéo quá đẹp của anh Út. 3 điểm. Có giò gà cho anh Út không? Có giò gà không? Rồi, quá ngon. Bốn điểm. Quá hay các bạn ơi, quá hay. Một pha những pha bi, những chai bi của Nút rất là khó nha. Và bây giờ điểm quan trọng để lấy 5 xị. Anh em ở ngoài bình tĩnh cho Nút. Một cú đánh. Trời ơi, dày xíu được ngon rồi Nút ơi, xin cảm ơn anh. Quá đáng tiếc, một pha ấp về người không thành công của Nút. Rồi, xin mời, em xin mời người chơi tiếp theo. Có cái bụt rùi dưới đít. Rồi, bạn muốn tự quăng bi hay mình quăng bi? Rồi, ok. Bạn tên gì? Phương. Rồi, sau đây là phần thi của bạn Phương. Vì bạn bốc chung với số 9. Mấy cái pha mà trùng về dễ lấy giải lắm nha anh em. Đó, có điểm cho Phương không? Có điểm, một điểm. Có
Con thì không có quyền gáy. Con thì không có quyền gáy. Hai. Trời ơi, ghê vậy trời. Trời ơi, hèn chi nãy gỗ thịnh kem bánh đồng. Một bánh đồng mới chịu nha. Ồ ơ. Ôi, từ từ đừng chỉ vậy sao. Trời ơi. Ba điểm. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Ba điểm. Bốn điểm. Đây, và bây giờ tới điểm số quan trọng nè. Cái bi trị giá đông sĩ. Chúng ta sẽ cùng xem bạn Phương. Bạn Phương có ghi điểm được hay không? Quýnh đường gì? Quýnh đường gì anh? Quýnh đường gì? Bên này quýnh đường gì? Cái gì vậy? Quýnh đỏ là xả luôn á, xả kèo luôn. Trời ơi, cầu thủ mà. Cầu thủ mà gì mà đâu mà chơi trợ giúp vàng sáu dữ vậy? Ôi! Trời ơi, khoan, khoan, khoan. Ôi! 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 Rồi, chúc mừng Phương đã có 4 điểm nhưng mà không ghi được thưởng nóng. Dạ, anh Hùng muốn tự quăng bi hay là em quăng bi? Em quăng của anh Hùng. Ok, chúc anh Hùng may mắn nha. Rồi, vỗ tay của vỗ anh Hùng em ơi. Trời ơi, quăng thấy bi quýt lên được rồi anh. Hai bi mà. Chứ quăng dễ tiền đâu chung. Đây là một trong những trò chơi vui mà anh em có thể anh Hùng hai bi lấy trắng đánh vàng, lấy vàng đánh trắng, không bao giờ anh đánh trái đỏ. Cái gì quan lại. Ồ, quá hay, mặc dù rất khó mà cũng kéo rất là kỹ thuật. Quá hay anh em, cú kéo vừa rồi là thể hiện trình độ rất là cao. Trời ơi, trời ơi, cái này chắc ghi quá, hết tiền thành kem quá. Ba điểm, quá hay, quá hay, quá hay. Và xử lý quá xuất sắc. Linh ơi, em có đối thủ rồi, Linh ơi. Bốn điểm, quá hay các bạn ơi. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. Năm. Trời ơi, anh đừng làm em sợ nha anh Hùng. Sáu. Cái pha này nè, cái pha này kỹ nha anh em. Sáu điểm. Sáu điểm là các bạn, sáu điểm. Bảy. Quá hay, quá hay. Đây là điểm số quyết định để vượt qua Linh hay không. Linh ơi là Linh ơi. Trời ơi, quá hay luôn anh Hùng ơi. Trời ơi, anh vô anh khóc mà công, anh nói Thịnh Quang Bi khó quá vậy Thịnh. 9 điểm. Trời ơi, đầy xe rồi, đầy xe rồi. 10, vỗ tay ơi. Anh làm gì này dữ vậy anh Hùng? Từ từ anh ăn hết chứ luôn chứ làm gì vậy anh Hùng? Mười một. Quá hay, quá hay. Mười hai. Đó, chúng ta sẽ cùng xem pha xử lý này. Mười ba. Trời ơi, quá hay luôn, quá hay luôn. Chiến này đầy xe rồi anh em ơi. Mười bốn. Anh Hùng anh ăn hết luôn đi anh Hùng ơi. Anh ăn hết rồi chứ. Ai đâu chơi nữa. 15. Trời ơi trời ơi. 16. 17. Thì cứ điểm nhân lên 5 xỉ thôi chứ sao giờ. 18. Hay quá anh Hùng ơi. Anh Hùng ăn hết luôn rồi. Đúng rồi. Ở ngoài vàng 6 hết ai chơi luôn rồi. 19. 2 triệu. 2 triệu.
20. Quá hay, quá hay. 21. 21, 21. Trời, mình quên giao cái lực cắt góc. 22, trời ơi. Cái này sao không quýnh nó hết tiền luôn. 23. Ủa anh dạo này bộ kẹt lắm sao? Anh quýnh lẹ thế vậy? 23. 21 thôi. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá xuất sắc của các bạn. 25. 25. Rồi, từ từ, từ từ. Anh em, chúng ta sẽ cùng xem anh Hùng lập một cái kỷ lục. Hai mươi sáu. Trời ơi, ông ăn hết luôn rồi. Ông ăn hết luôn rồi, mấy ông ơi. Cứ 5 điểm là 5 xì. 27. Anh em đang trên mạng, chúng ta đang xem phần thi rất xuất sắc của anh Hùng đến từ Bình Long. 28 điểm. Quá hay, nãy giờ anh Hùng không lên giao lưu với em. Anh khúc này anh mới xuất hiện, hết lúa luôn. 29. Rồi, lấy điểm này chắc cú luôn anh ơi. Ba sĩ. 3 triệu. Ôi, vỗ tay em ơi. Quá hay, quá hay. Quá hay, quá hay. À, rồi, ok, quá. Phần thi quá hay của anh Hùng. Ê, cái trời ơi, thằng cơ con chúng nữa hả? Ờ, chúng đỏ trước. Ok. Ê, xin chúc mừng anh Hùng đã ghi được cho mình 32 điểm. Vỗ tay Bình Long ơi, anh ăn hết luôn rồi. Và chúng ta sẽ chỉ còn một người chơi cuối cùng. Hoàng Quang Bi hay Thịnh Quang Bi? Rồi, chúc em may mắn. Oh, oh, có hàng, có hàng, có hàng. Có giò gà, có giò gà. Một điểm cho bạn Hoàng. Quá hay em ơi. Hai điểm. Hay quá, em nó chơi ép phì dấu. Đúng không? Bây giờ nó có cái ép phì dấu nữa. Ba điểm. Quá hay Hoàng ơi. Cố lên em. Hai điểm nữa là có thùng bia chiều nhậu. Một cú đánh hai văn dậu không thành công Hoàng ơi. Có vẻ như cái cơ 32 của anh Hùng bây giờ thành áp ảnh của anh em luôn. Rồi bây giờ xin mời người chơi cuối cùng trong game show ngày hôm nay. Rồi em tên gì? Cưng. Hưng. Rồi ok. Dạ rồi em cảm ơn anh. Rồi bây giờ em sẽ là người chơi cuối cùng trong game show ngày hôm nay. Chúc em may mắn nha. Bởi vậy anh Hùng á, quýnh hay vậy quýnh cuối là ngon rồi. Ông chơi quýnh giữa giữa giờ ta quýnh hết nổi luôn. Rồi em lấy trắng đánh vàng hoặc vàng đánh trắng em chơi. Một cú đánh hai văn dậu. Có anh em. Quá đẹp, quá đẹp em. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh, mình là người chơi cuối cùng rồi. Cái cơ đâu không? Cơ đâu em? Khánh chắc chuẩn bị phần thưởng cho anh Hùng đi nha em. Một cú đánh hai văn. Quá hay. Trời ơi, quá xuất sắc em trai ơi. Cố lên em. Em đi cơ 33 là em ăn hết luôn á. Em ăn hết nguyên Bình Long luôn á. Ba điểm, ok em. Cố lên em trai. Vẫn còn phần thưởng nóng.
một cú đánh cúp, trời quá hay luôn em trai, đá lại là có hàng luôn, quá hay quá hay quá hay, 4 điểm, cố lên em, quýnh một cái bàn mà ăn hết Bình Long luôn. Hay quá, vỗ tay em ơi, có điểm, có điểm, có đồng sĩ, có đồng sĩ. Cứ bình tĩnh em, cứ chậm rãi thôi. Một cú đánh tứ băng. Trời ơi, xấu kéo qua luôn em trai. Rồi, cũng xin chúc mừng em trai đã ghi cho mình đường 5 sĩ. Anh em Bình Long vỗ tay chúc mừng em Tường nha. Rồi, cảm ơn em. Và kết thúc game show bây giờ ngày hôm nay. Phần chiến thắng đã thuộc về anh Hùng đến từ Bình Long với series 32 điểm. Quá xuất sắc anh Hùng ơi.